Kính thưa chủ nhà, kính thưa quý vị khách mời, kính thưa ban giám khảo, kính thưa tất cả mọi người, hôm nay từ Mỹ trở về, Thúy Nga được đến nhà của anh Đại Nghĩa, một cái không khí rất là vui, náo nhiệt, vui không mấy bạn? Vui quá phải không? Để kỷ niệm cái ngày vui này, Thúy Nga sẽ hát một bài hát rất là ý nghĩa, hợp với chương trình. Đó là bài hát được mang tên Kỷ Niệm Buồn. Quên lộn. Trời vui quá mà không được hát bài đó. Em xin lỗi, em đổi bài. Đó là bài hát được mang tên Tan Tác. Cũng không hợp nữa. Thôi bây giờ, nói chung là lần đầu tiên Thúy Nga hát, mà Thúy Nga cũng chưa biết định hình là mình hát bài gì. Thôi ban nhạc cứ đánh như sao đi, em đi ra làm vậy. Đó. Vậy đi ha. Chị mà mọi người suy sụp hết rồi nha. Để cho em kéo không khí trở lại bằng cái trò chơi thứ tư của Đêm Tiệc Cùng Sao. Trò chơi của chúng ta có tên là Dây Điều Khe. Thành viên của một đội nào đó sẽ lên đây đứng cùng với Đại Nghĩa. Đại Nghĩa sẽ đưa cho các bạn ấy xem cái tựa bài hát, và các bạn sẽ phải hát hát sao đó cho ra giai điệu để người bạn của mình ngồi bên dưới đoán được. Và ai đoán đúng thì sẽ chạy lên đây thay thế vị trí của người đó. Và một bài hát mà các bạn đoán đúng tên sẽ mang về cho mình 5 điểm, điểm số rất là cao ha. Hiện nay thì điểm của bên đội Kính đang dẫn trước, cao hơn bên đội của Hằng. Và theo luật chơi của chúng ta, vòng này đội nào cao điểm hơn thì trước. Giờ Kính em chọn đi, em muốn mời thành viên nào lên trước mở màn. Dạ bỏ tôi ra đi, âm nhạc là kẻ thù với tôi, bỏ nha. Rất là thích một cô diễn viên hài. Vậy thì mời. Mời chị Nga. Thúy Nga. Chúng ta chỉ có 90 giây thôi. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Ai ngủ vậy ai? Chúng ta kính lên đây. Bỏ qua. Ủa bỏ nữa hả? Bật cái khóc. Yes. Chính xác. Hay quá. Đây. Hay quá. Quên đây. Bỏ qua đi. Bà này quen. Chính xác. Chính lên đây. Biết luôn á, tôi còn biết. Bỏ. Qua.
Ủa, lên chưa lên. Đúng tên bài. Tên bài, tên bài. Ủa? Tên bài kìa. Ủa, tên bài hả? Tên bài gì vậy? Ê, bỏ qua hả? Ô, phải, phải, lột. Con đường mưa. Yes. Con đường mưa. Hay quá, hay quá. Chị bảo nó không biết bài hát đâu. Trời ơi, té ho luôn. Cười lắm nha. Ê, 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 ê. Bỏ đi. Hết giờ luôn. Đến giờ rồi. Anh còn nợ em đó. Ấy, em biết mà em chưa kịp bẫy. Này nó hát không được. Kính hát cũng vậy. Hát đúng được cái câu đầu thôi. Câu sau là cái giai điệu đi chơi luôn rồi. Nhưng mà cũng may là Quang đoán ra cũng được 4 bài đúng chứ bộ, 20 điểm chết gì. Nhưng có 4 bài à, trong khi ở đây tôi cầm tới 10 mấy bài cơ hội cho chúng ta. Ừ, nha. Được hay không? Mời Hằng, giờ em chọn ai? Hay em muốn chọn em luôn? Dạ, thật ra thì bên em có anh Dương Khang là ca sĩ rồi, nên là em đặt niềm tin vào anh Dương Khang. Dạ, lên đi em. Cô có lòng anh. Chuẩn bị. Thời gian bắt đầu. Nơi tình yêu bắt đầu. Chính xác. Chính xác quá. Là tình ái. Anh quên. Là tình ái. Chính xác. Khả Như, Khả Như, Khả Như. Khả Như đúng. Anh muốn em sống sao? 7 bài đúng, 35 điểm. Hơn điểm rồi, hơn điểm rồi. Ghê chưa? Ghê chưa? Lội ngược chồng ngoạn mục chưa? Đó. Anh quá ngoạn mục luôn. Bên em cho mọi người uống vodka nhiều quá. Đội của Gia Kính được 37 điểm. Yeah. Đội của Tất Kiều Hằng 46 điểm. Lên đây Kính ơi. Theo đúng luật chơi, đội trưởng là cái người thua thiệt nhất. Bởi vì dù thắng hay thua thì ba con người kia vẫn được chơi tiếp. Thế không? Cho nên họ bình thản lắm. Họ đâu có tiếc nuối gì với em đâu, thấy chưa? Chị buồn lắm. Sao anh? Phải tỏ ra nỗi buồn à? À, ít ra phải vậy. Chị đã làm em thua. Chị nói đúng rồi đó, chị làm em thua đó. Bị buồn vút ca nhiều quá. Cuộc vui này là mình đến đây mình vui thôi. Chứ mình đâu có ý là thắng thua gì đâu. Đi xuống đi. Thằng nhỏ nó thua rồi. Ủa gì hả? Thua rồi hả? Ủa vậy là giờ nó làm sao? Nó bị loại. Ủa chứ cha gì hả? Tôi còn hay nữa đó. Loại thật à? Dạ bộ ra đội trưởng đi chịu đạn mà. Dạ. Sao em? Em có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không? Dạ em rất là vui khi bữa nay được đến đây tham gia chương trình và gặp tất cả các anh chị em nghệ sĩ, những người mà đã từng xem TV và em rất là quý. Và em cũng sẽ ghim ba bạn ở chung đội của mình. À, dạ. Chị Phương, chị Nga với anh Quang đó hả? Dạ, ghim là em sẽ nhớ đậm hơn chút. À, nhớ dạ. Đậm hơn chút. Rồi bây giờ thì em tạm thời qua kia ngồi uống nước ăn bánh đi nha, nghỉ ngơi chút đi. Dạ. Đi. Bye bye mọi người. Chào em. Và chúng ta còn một thử thách nữa, thử thách cuối cùng của đêm nay. Đêm tiệc cùng sao?